Đông Đông trở về ngôi nhà sau một ngày đi học mệt mỏi. Thế nhưng có vẻ gia đình cũng không phải là chỗ dựa vững chắc bởi những xung đột ngấm ngầm giữa ba mẹ của cô. Anh chàng kiêu ngạo Kim bị phát giác âm mưu sắp đặt nhằm cố gây ấn tượng với Kim, làm cho cậu bị một lần nữa mất mặt. Trong khi Kim đang rất vui mừng khi gặp lại Nam Phong, chàng trai tốt bụng đã giúp đỡ cô lần trước. Liệu anh chàng nào sẽ có được trái tim của Kim? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo của Đường đua Idol thế hệ Z. Phong mà cần sửa gì á thì để tôi sửa giúp cho. Tôi có ý này. Tôi sẽ hủy hoại từng đứa một để chúng nó suy yếu mà tan rã. Mày bao cói này. Là sao? Mirai lấy cục xà phòng rửa hết cà rốt của túi rồi. Túi đã đồng ý đến mấy người chưa? Sao lúc nào cũng gây cỡ sự với túi hết vậy? Bồ nhà quê ăn hết của mấy người hả? Ủa, đâu cần phải đụng đâu. Có những sự tồn tại của một số người khiến cho người khác luôn cảm thấy khó chịu. Mày đặt hết họ vu vơ, về nhà mà rửa tay chân cho hết phèn đi cưng. Mà cái xó xỉnh nào sinh ra cái giọng của mày đấy. Cho tao biết tọa độ với nào, để tao còn tránh nữa, gớm quá. Im đi, đừng có xúc phạm đến quê nhà của tôi. Nhỏ, chân phèn này cũng to gan đó chứ. Thôi được, để tụi tao dạy cho mày chút phép tắc thành phố. Mấy người có rảnh á thì kiếm gì gì làm đi. Sao mày cứ ở đây bắt nạt người ta hoài vậy? Liên quan gì tới bà? Chuyện của tụi tôi với con quay gạch này, đừng có mà xen vào. Thích xen vào đó rồi sao? Mấy người á, đừng có ỷ là nhân gốc ở đây. Ở ngoài á, xanh điệu bao nhiêu mà nhân cách á, thì rác rưởi á, thì cũng thua mấy đứa nhà quê thôi. Mày, ủa tôi nói đúng hả? Nếu muốn chơi đẹp á thì từng đứa lên chơi với tôi nè. Tao không đành để dây vô cái bọn nghèo rớt mồng tơi như tụi mày. Đi. Cảm ơn anh Na nhá. Chỉ có ba mới trị được bọn nọ thôi. Không sao đâu, mấy người đó chỉ được cái to mồm thôi. Đối với cái loại đó, bà phải cứng cựa lên. Mà có khi dòng túi nghe khó hiểu thiệt. Tôi thấy dễ thương mà. Thiệt hả? Ừ. Giọng miền Trung á nghe dễ thương. Lúc bà hát cũng mượt mà bay bổng nữa. Đừng có về những lời của nhóm Superstar nói mà buồn. Hãy tự tin lên. Ừ, tôi biết rồi. Biết thì tốt. Hãy tin vào bản thân mình nha. Tôi đi đây. Sâu trong đôi mắt này, anh hờ hững không như bao ngày. Phải chăng nơi chốn đây, để em vội đến và rồi vội đi? Phải chăng anh thấu hiểu rằng em đã yêu anh rất nhiều? Nói đi em hiểu anh, dù anh muốn em phải sống sao? Dạ. Làm một chai Kirin Latte cà phê caramel đi, cho nó ngọt ngào. Dạ, cảm ơn chị. Cái bà này, nay mắc chứng gì vậy? Bình thường một vô trâu vậy á. Nay bà đặt e thẹn hú hồn. Cảm ơn Phong rồi, hôm bữa đã qua nhà sửa giúp dùm cái bóng đèn nha. Thiệt tình luôn á, là nhờ Phong á, ngại hết sức vậy đó. Có gì đâu, mấy cái chuyện đó đó, con gái làm nguy hiểm lắm. Sau này nhà chị có bị hư công tắc hay là bóng đèn á, thì chị cứ hú em sửa cho. Trời ơi, con trai nhà ai á mà đẹp trai giỏi giang tốt bụng vậy à. Vậy mai mốt á, nhà tôi mà có hư cái gì á thì phiền Phong qua sửa giúp nha. Còn Phong mà cần sửa gì á thì để tôi sửa giúp cho. Gì? Bà sổ là cái nết bà trước á. Em có sửa gì đâu mà chị đòi sửa em. Thì để tôi nâng khăn sửa túi cho Phong. Chỉ là sợ Phong không chịu thôi. Trắng trọn vậy luôn. Ủa? Chào mọi người. Ủa, em mới đi học về hả?
Dạ. À, em chào chị Lan. Trời ơi, mấy cái đứa này từ ngày nó vô nó ám mình đi gì. Ờ, à, chị chào em. À, vậy nha Phong, à, bữa nào á, Phong rảnh á, Phong ghé qua nhà tôi nấu cơm, tôi mời Phong nha. Dạ, cảm ơn chị. Bye bye Phong. Anh tốt bụng ghê á. Vừa làm anh hùng cứu nguy cho em, mà còn làm anh thợ điện bất đắc dĩ cho cả xóm nữa. Có gì đâu. Phòng của em á, mai mốt mà có hư cái gì á thì cứ gọi cho anh, anh sửa cho. Đừng có gọi cho mấy anh thợ điện nha, mất công họ thấy con gái họ hét giá đó. Dạ. Hello, anh sửa điện. Xong chưa? Vô thu âm đi. Ủa lô Kim, mới học về hả em? Dạ, em chào chị. Hello. Ủa, hôm nay mình thu bài mới hả? Không có, mà bọn chị phải sửa ra lời theo ý của khách hàng. Phải thu đi, thu lại, thu đi, thu lại á. Mệt ơi là mệt, tuột hết chân á, trọi mút rồi. Thì khách hàng mới chịu á. Thôi đi, mà làm như có mình bà mệt á. Tôi mới là cái người phải sửa đi phối lại đây nè. Tôi biết rồi, tôi biết là mấy người á rất là đa di năng nè, nào vừa là một producer tận tụy đó vậy á, còn là một anh thợ điện lành nghề, còn kèm luôn cả anh hùng cứu mỹ nhân nữa chứ. Nè, thôi đi nha. Vậy có Kim luôn người ấy của chị Thiên Di không ạ? Ôi, không có đâu em ơi, chị làm gì có cái Diễm Phúc đó, ổng ngu mặn lắm. Ê, mà nói gì Kim tưởng tôi biến thái hay sao? Không lẽ với lớp vỏ bọc hiền lành như vậy là một người biến thái hả? Nè, hai chị em mấy người đừng có bắt tay móc méo tôi nha. Thôi, ok, thôi được rồi, đi vô thu âm đi, không thôi bóp bi cằn nhằn đó. Vậy tụi anh đi trước nha. Dạ. Cho em nè. Em cảm ơn anh. Bây giờ nè. Ờ, Kim ha, quen anh nào đẹp trai trong khu mà không có giới thiệu cho chị em biết gì hết á. Giận, giận hết sức hả? Mà anh đẹp trai ghê á. Người quen với Thiên Di phải không? Ừ, hình như là vậy á. À, mà đó là anh Nam Phong, cái người hôm trước đã cứu tôi lúc mà chuyển qua nhà mấy bà nè. Mà hình như ảnh là trong team của chị Thiên Di, giúp chị sản xuất kênh YouTube á. Ồ, ra vậy. Đúng là trái tài gãi sắc ha. Ủa, đâu phải chung team là bồ bịch gì đâu. Hai người đó hình như chỉ thân thiết với bạn bè thôi à. Mà trong team đó hình như còn có một anh nữa hay sao á. Vậy là anh ấy là bông chưa có chủ đúng không? Hay là khi nào giới thiệu cho tôi đi, tôi sẽ lấy bông đấy, chồng vợ trọng của tôi. Lượm cái liêm sỉ lên dùm tôi. Gái nữa gì mà thấy đàn ông con trai cứ tâm tướp vậy á. Dạ cô Sáu. Đầu tháng ấy tôi sang tu tìm nhà, tại sao có để tôi nhắc hoài vậy? Dạ xin lỗi cô, con quên. Để giờ con gửi cô liền. Mi Rai, phần của tôi nè, bà cầm đi. Còn đây là của tôi với Nếp này. Trời ơi, thôi cất đi. Nhà tôi thuê mà, thì tôi trả cho. Mấy bà làm việc nhà với nấu ăn cho tôi là được rồi. Bà khờ quá à. Ở chung thì phải phụ giúp nhau chứ. Tụi tôi á cũng sắp đi tìm việc rồi. Thôi bà cầm đi. Bà cầm đi. Thôi, giữ đi. Thiệt. Cầm đi. Giữ lại đi. Đây. Thôi cắt đi cái tình nghĩa thắm thiết đi. Trả cho tôi á, tôi còn đi sang chỗ khác tôi thu. Để nhắc hoài lần sau không thế nữa nha. Dạ. Con chào cô Sáu. Ê, cái game vớ vẩn này. Game vớ vẩn thì thôi, đừng chơi nữa.
Quan trọng là cái game lớn của mày sao rồi? Game nào? Giả ngu với tao nữa. Game K.I.M á. Sao? Chinh phục em Kim sao rồi? Nhìn cái mặt là biết rồi. Thôi khó quá thì bỏ qua. Tao nói hoài không nghe. Mày bớt sủa lại tí đi. Ai nói với mày là tao sẽ bỏ qua? Tao nói cho mày biết hả? Không sớm thì muộn, cái con nhỏ đó cũng sẽ quỳ ở dưới chân của tao, van xin tình yêu của tao. Quyết tâm vậy là được. Nhưng mà cái này á là chỗ bạn bè, tao khuyên mày chân thành. Những cái em gái mới lớn như vậy á thì tao không thích những cái thằng khai diễn giống mày đâu. Đó là nguyên nhân mà tại sao bữa giờ mày bị bể rồi đó. Thứ mà người ta thích á, đó là sự chân thành. Mày phải diễn làm sao thật chân thành, hiểu không? Không cần mày dạy đời tao. Ai hỏi xin bí kíp bí ơ gì của mày đâu. Cái này đâu phải tao dạy đời gì mày đâu. Chỗ bạn bè, tao chỉ góp ý cho mày thôi. Với lại cái này là kinh nghiệm tao đi trước. Tao chỉ là mày. Mày muốn nghe nghe, không nghe thôi. Thôi ở lại chơi game đi. Game lớn, game nhỏ gì cũng ráng chơi đi nha. Tao đi trước á. Nấu cơm hết về nè. Bây giờ ai rửa cà rốt đấy? Mấy cái bà này thiệt tình á. Cái gì vậy? Thì tôi định nấu cơm mà giờ không có ai rửa cà rốt hết. Đây, tôi rửa cho. Bà rửa thiệt được không đó? Được, rửa cà rốt dễ mà. Vậy giao cho bà đó. Rồi nhớ rửa cho kỹ nha. À, thôi tôi đi nấu cơm đã. Nhớ kia cho ra đất rồi nhá. Biết rồi. Rửa cà rốt mà dễ ẹt chứ gì. Rửa cà rốt sạch rồi đó. Hỏng hết cà rốt của tôi rồi. Tôi thì đâu, sạch mà. Trời ơi là trời. Gì vậy Nát? Mày bao cõi này. Là sao? Mày rai lại cục xà phòng rửa hết cà rốt của tôi rồi. Trời ơi, mày rai. Trời ơi, thần linh ơi, ngó xuống mà xem. Mày rai, nó rửa cà rốt bằng xà bông kìa. Ủa có gì đâu, rửa vậy mới sạch chứ. Trời đất ơi, Mirai ơi, cà rốt đó không có rửa bằng xà bông được đâu, ăn vô ngồi độc chết á. Trời ơi, trái tim yếu ớt của tôi, chắc tôi tức chết quá. Rồi trưa nay biết ăn cái gì đấy. Thì xin lỗi nha, tôi đó giờ có làm đâu mà biết. Nhưng mà bà cũng phải tập dần đi chứ, lỡ mà mốt sống mình á sao được. Không, tôi tính rồi, chắc là tôi thuê người giúp việc á, còn may mẹ lên ở chung tôi luôn. Trời ơi, bà mà là con của mẹ tôi á là xong phim rồi đó nha. Thôi 1 2 3 4, 4 hộp cơm xong. Ê Ly, bà bị gì vậy? Nãy giờ tôi thấy bà không có vui á. Xem chuyện trên trường mình từ đầu năm tới giờ, xem có chuyện gì để tôi vui được không? Nhất là con Kim với đám bạn của nó cứ làm tôi thấy chướng mắt, lại còn thêm con nhỏ Anna, làm như nó anh hùng chính nghĩa lắm. Cũng chỉ là cái loại đầu đường xó chợ thôi. Nhất là cái con Kim đó, nhìn cái bản mặt sắc sửa của nó thôi là tôi muốn điên lên rồi. Thêm cái hội gái quê chân đất nữa. Tàn ơi, ô nhiễm môi trường kinh khủng. Còn nó bắt con đấy, nó cũng biết chọn đối tượng lắm. Dạo này cứ bám lấy anh Gin, nó nghĩ nó là ai chứ. Thứ đỉa mà nó đeo chân hạc. Mà muốn chơi tụi nó thì phải tìm cách làm rã đám tụi nó ra. Bọn đó chỉ được cái đoàn kết thôi à. Ellie, bà có ý nào không? Hay lắm Ngân. Tôi có ý này. Tôi sẽ hủy hoại từng đứa một.
để chúng nó suy yếu mà tan rã. Vậy bà tính nhắm đứa nào trước? Nhắm cái ngân hàng của chúng nó trước.